Hello anh em, hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2019. Thì bên dụng cụ cầm tay NT cũng có những cái dòng máy nổ, máy dầu dân ma nha anh em. Máy dầu dân ma là 4,5 người. Đáng lẽ thường lệ thì mình lên clip ngay bữa thứ năm, hình thử ra hàng mình mới về, thử ra mình bữa nay là thứ sáu. Đó mình thấy cũng hay, đó mình test luôn cho anh em. Thì anh em nào cần xin liên hệ em 0914711438. Đó bây giờ đầu tiên mà mình báo giá và test máy luôn ha. Đầu tiên là một cái con dân ma anh em. Đó, ngoại hình là anh em khỏi chê luôn. Máy là lóc lóc. Máy là len ke luôn anh em. Đó, quay chi tiết máy cho anh em ta xem. Máy ken ba lớp đồ còn đầy đủ nha anh em. Máy cực kỳ ken luôn. Đó. Full chức năng. Đây. Bánh chớn còn xanh dờn. Tay quay là con như là còn zin theo máy. Xanh dờn luôn nha anh em. Tay quay rồi còn cực kỳ chắc, cực kỳ đẹp luôn. Đó. Thì con này là nó chạy động cơ dầu nha anh em. Đó, đây là một cái bánh chớn của nó ha, bánh chớn còn xanh dờn luôn. Rồi quay vô vòng vòng cái thông số cho anh em để xem. Quay vô chi tiết máy, gần chi tiết máy luôn. Ừ. Đó, máy cực kỳ đẹp. Máy này là công suất của nó là 4.5 PS, là khoảng 4.5 ngựa. Nó là tua của nó là 2000 vòng trên phút. Rất là ok, rất là tiện lợi cho anh em. Đó, mà giá cũng hợp lý. Đó thì anh em nào mà nếu mà sắm được một cái con máy dầu mà hiện tại mình đang lên clip cho anh em về, thì đối với là cái giá 4,5 triệu thì anh em xài cũng rất là đã luôn, rất là ngon, rất là sướng. Tại vì cái máy này còn rất là đẹp anh em. Đó. Từ ở trong công buông ra là cũng như là giật, cũng như là quay là nổ luôn. Đó, từ trong công giục xuống là quay nổ luôn. Đó, anh thử ra mình về mình để yên nguyên vậy mình test luôn cho anh em. Đó, rất là ok, rất là ngon. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem ha. Tay quay. Quay qua bằng cái phần chụp cò. Đây là cái phần chụp cò. Đó, nó có bảo vệ ha. Đó, rất là ok, cũng rất là tiện lợi cho anh em. Rồi, mặt. Rồi. Rồi, khi anh em hoạt động là anh em nhớ bật cò lại nha anh em. Tại vì dòng máy dầu này là phải có cò xả ha. Đó, bật cò lên mình quay có chớn rồi mình buông cò là nó nổ. Kép nước ha, bằng kép nước. Nó còn một cái thau thau nổ của kép nước luôn. Đây là cái thau nổ của kép nước. Khi mà nước mình nó hết là cái thau này nó sẽ chìm cho xuống ha. Rất là nhuyễn luôn anh em. Máy nổ ra ti là từ tiếng luôn. Bây giờ mình sẽ test cái độ hơi ha. Đây.
Rồi bây giờ mình sẽ test chế độ hơi cho anh em xem. Đó, máy nổ rất là ok. Buông ra là chỉ qua một tô một là nổ. Ok, quá là đẳng cấp luôn. Thì đối với lại cái máy dầu này nó còn cực kỳ xuất sắc luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn. Từ trong công rớt ra là cũng như là quay nổ luôn. rất là ok. Rồi thì mình cũng như là mình từ lúc mà mình bán máy những cái động cơ nổ tới giờ thì mình chưa có con máy dầu nào mình test cho anh em. Thì bữa nay mình có một con thì mình test cho anh em, thì anh em nào cần xin liên hệ ha. Con số 1 bây giờ mình sẽ báo giá lại. Con số 1 Dân Ma, con này động cơ của nó là 4.5 bs, là khoảng 4,5 triệu. Đó, con này thì mình bán cho anh em với giá là 4,5 triệu. Tua con này là chạy là 2.000 vòng trên phút nha anh em. Đó, tua là chạy 2.000 vòng trên phút. Máy này là còn như là cực kỳ chắc, cực kỳ đẹp luôn. Thì anh em về anh em không có chê một cái chỗ nào ha, bao rim từ A đến Z. Đó, chưa đụng một con ốc, bất cứ con ốc nào. Rồi, để gà nó quay vô. Bây giờ nó quay vô. Đó, tại quay là tại quay riêng luôn nha anh em. Đó, rất là ok. Nè, còn tem bông lúa luôn, cực kỳ chắc. Rồi, tới tiếp chọn một cái con Arimix. Đó, phun thuốc ha, phun thuốc bình Arimix. Thì con này thì nó cũng là rất đẳng cấp nha anh em. Đó, nó có cái model là SD252KS. Đó, con này thì nó rất đẳng cấp. Là đẳng cấp là cái sau là cũng như những cái dòng phun thuốc thì anh em cũng đã biết rồi. Đó, điểm thứ nhất là con này là nó truyền qua một bộ nồi Amazia nghe anh em, nó y chang như mấy cái cỏ vậy đó, nó truyền qua bộ nồi Amazia. Khi mà anh em lên ga là bắt đầu nồi nó mới chụp qua một cái phần đầu áp của mình, là nó mới sẽ ra cái áp nước. Đó, rất là ok, rất là thuận tiện cho anh em khi mà anh em để máy nổ. Guarantee là cũng như là cái đầu mà đầu áp mình á là nó không có hoạt động được. Đó là nó thiết kế cái này cũng rất là hay ha. Rồi điểm thứ hai là con này thì nó có đề nha anh em. Đó, máy phun thuốc bình có đề, đó rất là ok luôn. Đối với dòng Arimix này thì nó chế rất là đẳng cấp luôn. Đó. Đây là cái phần đề của nó ha. Dây đề của nó thì hồi nãy mình có mở ra. Ở dưới đây là cái học bình. Sao dẫn cái ốc lại luôn rồi. Đây là cái học bình ở dưới đây ha. Đó, học bình ở dưới đây, anh em chỉ mở hai con ốc ra là anh em mở ra là cái học bình nó nằm trong đây. Đó, thì cái dây này theo như cái bình của nó là đã bị hư rồi. Thì mình nghĩ là chắc cái đầu dây này đó anh em không có dùng tới đâu. Thành thử ra mình cắt luôn, mình test qua cái phần đề luôn cho anh em xem ha. Rồi bây giờ mình test qua phần đề cho động cơ, cho nó máy nó nổ đi, rồi lát mình sẽ ra mình test cái chức năng áp của nó. Để cái dao lấy cái kéo hẹn. Đối với là máy phun thuốc mà máy đeo phun thuốc bình này á, là nó chế như vậy quá đẳng cấp anh em. Đó, rất là ok, rất là tiện lợi ha. Đây. Bây giờ mình sẽ cắt một cái. Rồi nếu mà anh em nào mà mình cắt đầu dây nhưng mà có cái mình làm lại thì anh em nào cần thì mình sẽ truyền lại, mình làm công tác về là anh em chỉ nhiệm vụ là cũng như là đưa bình vô là chỉ đề nổ ha. Đó, mình sẽ hỗ trợ cho anh em cái phần đó, mình đi ra thêm cái công tác nữa cho anh em đi về là đề luôn, chỉ là câu qua bình thôi, với lại một cái đường mát nữa, cái đường tắt máy nữa. Cái đường tắt máy là nó có truyền vô cái công tắc luôn, nhưng mà bây giờ là mình dứt ra hết rồi thì mình sẽ làm lại cũng như là phun chức năng cho anh em ha. Rồi ok, lấy cái bình hiển, lấy cái bình. Dạ là ok, phun thuốc đeo dai có đề. Nếu mà anh em nào mà muốn sưu tầm thì anh em mà nếu mà những cái dòng máy như vậy thì anh em về mà chế những chiếc xe đạp mà cho em út mấy đứa nhỏ mấy đứa trẻ con rồi nó chạy cũng rất là sướng, rất là ok nha anh em. Đó, anh em chỉ là mở giúp bốn ốc ra là giúp nguyên cái bộ áp ra, là nó lồi nguyên cái phần nồi ra ha.
nguyên cái phần bố nồi ra thì anh em lúc đó là anh em tự do muốn chế sao chế đó, đưa vô xe đạp mà nhỏ 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 cho em mấy trẻ con rồi nó chạy cũng sướng cũng vui. Rồi bây giờ mình sẽ đề cho anh em xem. Đây. Chắc hoàn mát rồi. Chắc hoàn mát rồi. Ok. Cắt cái phần mát rồi, thiếu một dây mát. Thiếu một dây kích. Đó, thiếu một dây kích để mình đề. Đó. Thì con cũng như là mình nếu mà bây giờ thì mình vô mình mở ra thì mình đi một đường dây nữa thì nó cũng hơi mất thời gian anh em. Thì anh em nào có lấy một cái con Arimix này thì mình sẽ bao cho anh em là full chức năng về là đời nổ đó, chứ giờ mình mở ra mình làm thì nó mất cái thời gian anh em quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ giật máy nổ đi, rồi cái phần đề đó thì anh em nào có lấy thì mình làm lại cho anh em ha. Đó, máy nổ rất là ok luôn đó. Máy nổ rất là êm nha anh em, rất là nhuyễn luôn. Về một phát không là nổ, một phát không là nổ. Quá nhiễm. Thì đối với lại mà cái ga này, anh em mà đi cái ga này thì cái bộ áp mình là chưa có hoạt động đâu nha anh em. Khi mà anh em mà lên ga đó, nó bắt đầu nó cái bộ nồi nó mới chuyển động, nó mới chụp cái nó mới truyền qua một cái đầu áp của mình. Là lúc đó là áp nước của mình nó sẽ ra cho mình xài ha, cho mình sử dụng đó. Cái đời này nó chế rất là đẳng cấp, rất là ok luôn. Ok rồi, cái dây dây đâu tắt đỡ đi, rồi tắt đỡ đi rồi từ từ làm mấy cái dây này xong rồi. Thì với cái máy với cái bình chứa nước này thì nó cũng rất là ok luôn em. Đó, mình chứa nước này nó là được 25 lít nha anh em. Đó, full đầy bình. Đầy bình là được 25 lít đó, cũng rất là tiện lợi cho anh em ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ báo giá lại cái con này. Số 2 Arimix phun thuốc bình. Thì con này mình bán cho anh em với giá là 2,2 triệu. Đó, cũng rất là giá cũng là rất là hợp lý cho anh em. Rồi sau đây là một cái phần clip test một cái đầu áp của máy số 2 Arimix. Đó, Arimix thì cái động cơ này thì mình cũng có đã đọc thông số ở trong nhà rồi. Bây giờ mình chỉ đem ra mình test áp cho anh em. Đó thì con này mình bán cho anh em với giá là 2,2 triệu nha anh em. Ha. Thì con này nó chế độ đồ nó chế cũng hay. Có nồi ăn ba da rồi có đề. Đó rất là tiện lợi luôn. Rồi bây giờ mình cũng xin test test cái đầu áp của nó ha. Thì con này thì nó có một cái nút chỉnh áp nha anh em. Đó, nút chỉnh áp. Đó. Low 2. Đó, tốc độ nếu mà anh em mà tăng lên thì tốc độ qua tốc độ 2 là nó lúc đó là áp mình nó rất là mạnh ha. Bây giờ mình cũng xin test cho anh em xem. Đó, anh em thấy không? Tại vì cái dòng này thì nó chế thiết kế cái nồi ăn bây giờ. Nếu mà đi ra như vậy thì nó chưa có hoạt động qua cái đầu áp. Đó, nó cũng rất tiện lợi cho anh em. Chứ không phải là những cái dòng khác. Nếu mà những cái dòng khác mà nó không có qua cái chuyển động qua một cái bộ nồi ăn bây giờ thì nó khi mà máy nổ là nó đầu áp mình sẽ hoạt động. Thì lúc cái đầu áp mình nó dễ bị xuống cấp. Là cũng như là nó khi mà máy mình nó chạy không thì nó sẽ hao mòn cái mà phốt đồ trong đó. Đó. Còn sao không vậy?
hết xăng hay gì vậy? Còn xăng thì bây giờ mình cũng có test lẻ cho anh em xem. Mình sẽ đưa cho anh em luôn ha, với là cái đầu dây này đó, mình không có dây thì mình lấy đỡ một cái cọng dây ở ngoài mình đưa vô mình test cho anh em xem đó. Thì anh em nào mà có cần lấy cái máy này thì mình sẽ làm cho không như là toàn bộ ngon lành hết cho anh em ha, anh em khỏi lo cái gì đó. Đây bây giờ lên ra lại cho anh em xem cái chỗ xịt nước đó. Đưa lên YouTube mà cộng dây gì mà thấy mắc ối mà đem ra mà test cái gì mà test. Thì đối với lại con này áp rất là mạnh anh em. Đó. Áp rất là mạnh, con này là nó chạy 2 piston nha anh em. Đó, nó chạy 2 piston mà ti của nó là ti 18. Đó, rất là mạnh luôn. Rồi bây giờ mình test không đi cho này con em nha. Chưa rồi. Quá ok. Còn cộng dây thì mình thấy ớn mà đi vắng vô mà đi test xì tùm lum hết. Rồi thì đối với lại cái máy Amitsu thì con số 2 thì mình cũng xin báo giá lại là mình bán cho anh em với giá là 2,2 triệu. Thì cái máy này mình nói về mà cái động cơ của nó thì nó có một chuyển động qua một cái bộ nồi Amiga, thì nó chuyển qua cái bộ áp. Khi mà anh em mà lên, nếu mà đi ra nhỏ thì lúc đó là cái bộ nồi nó chưa có hoạt động đó, ha, nó chưa có hoạt động qua cái đầu áp. Khi mà anh em đi ra lớn lên là nó sẽ có nồi, có hai cái bố nồi, nó sẽ bung ra, nó chụp qua cái đầu áp thì nó sẽ hoạt động cái đầu áp cho anh em đó. Cái đó là cái tiện lợi của anh em. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là có như là cái Amitsu này thì nó có một cái bộ phận chức năng đề nổ, giật nổ đó, đầy nổ giật nổ. Thì anh em nào mà có lấy thì mình sẽ đi dây lại cho nó ngon lành hết đó, tự nhiên mình hàng mình mới về tới đó, thành thử ra mình muốn test cho anh em xem một cái sản phẩm của bữa hôm thứ sáu ha. Rồi đây, tới con số 3, máy là đẹp len ken luôn anh em đó, đẹp len ken luôn, máy coi như mình tháo từ cái đầu sới xuống luôn đó, là máy là đẹp chưa, là không chỗ chê.
đẹp cực kỳ đẹp, Kubota 5 ngựa 2, được động cơ được truyền cốt xéo tua chậm đó, rất là ok cho anh em. Anh em nào mà sắm con này về thôi chạy là thôi rồi, hổ phải bàn ha. Thì nó còn một cái bảo vệ con ro luôn đó, mình còn một mình để cho anh em đó, anh em về thích thì mình dùng luôn, không thích thì lọc bỏ, thì nó lòi cái bu ly ra đó, thì anh em lúc đó là muốn truyền cái gì đó là truyền ha. Rồi đây đó, con này thì nó có cái model là GF200, công suất của nó là 5 ngựa 2, tua của nó là 1000, con này tua 1600 nha anh em, nếu mà mắt tua là nó 1800, con này mắt tua là 1800 đó. Máy là ngoại hình là cực chất cực đẹp đó, chụp giật của nó là anh em nhìn thấy là rất chắc chắn. Đối với những cái đầu mà ở mấy cái đầu nổ mà ở trên máy sới thì anh em khỏi phải bàn rồi ha. Thì bây giờ mình xin báo giá đi rồi mình test máy. Con số 3 Kubota, công suất của nó 5 ngựa 2, con này được cái động cơ được truyền cốt xéo tua chậm, tua của nó là mắt tua là 1800, con này mình bán cho anh em với giá là 2 triệu. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Bên đây là bằng on off ha, anh em nhớ đây on off đó. Bây giờ anh em để chế độ on đi, thì anh em nào nếu mà có mà làm biến này nữa thì anh em cứ xả đó, xả cò là máy cũng tự động, nó cũng tự động tắt luôn, nó cũng tự tắt luôn ha, khỏi cần phải mở on off đó, nó chế cũng như là hai đường tắt. Máy độ rất là im. Rồi. Nó còn một cái cụm dây ga nữa nha anh em, nhưng mà mình cắt rồi. Đó mình cắt bỏ rồi. Đó thì nó còn cái chân nào thì về anh em muốn cực kỳ im luôn, cực kỳ chắc luôn. Máy còn mới là con theo mình đánh giá là khoảng trên 90%. Có thôi vậy không thấy để đó quay ra vậy nè, nói cho anh em nó dễ thấy dễ nhìn. Rồi thì theo mình đánh giá cái máy này á, theo mà mình nhận định cái máy này á, thì cái con Kubota cái đời này thì nó chế một cái cò xả, nó chế tự tự như máy dầu anh em, nó tự tự như máy dầu vậy đó, anh em cứ nhắn vô là nó tắt nè. Bây giờ mình sẽ hoạt động cho anh em xem. Đây đó, nhắn vô tắt liền thấy không, bui ra đó, nó chế cái đời này cũng hay ngộ ngộ đó. Rồi bây giờ mình xin báo giá lại cái con số 3 Kubota, động cơ 5.2, nó được động cơ thì được truyền cốt xéo tua chậm, tua của nó mắt tua là 1800 ha, con này mình bán cho anh em với giá là 2 triệu. Rồi tiếp tục một cái con số 4 Sato. Con Sato này thì anh em cái đời này thì cái đời nồi đồng cỏ đá anh em, đời nồi đồng cỏ đá, nhưng mà đối với đời nồi đồng có đá này á, thì anh em bỏ tiền ra xài rất là xứng đáng, tại vì cái dòng mà đời Sato này thì anh em khỏi phải bàn rồi, cũng như là nó từ cái mà xăng lửa của nó là rất là tốt, rất là ok luôn, tới mà cái chẳng hạn như cái những cái đường bê tông hoặc là dên của nó là rất là chắc chắn, rất là bền đó. Đời này thì anh em về là thôi xài rất là sướng. Thì thằng Nhật nó chế cái đời Sato này, anh em tưởng tượng như là cái đời của 67 hoặc là 81 á. Đó, 67, 81 á, rất là bền, rất là châu bò luôn. Đó, thì anh em nào mà sắm cái máy này về là anh em cũng tưởng, cũng đang, mình đang tưởng tượng là cũng như mình xài những cái đồ mà đồ cổ, đồ mà đời nào đồng cái đá. Đó, xài rất là chắc chắn. Đó, đây là mình quay cho anh em xem. Đó anh em nhìn nè, cái dàn lốc của nó anh em thấy kịch cộm ghê không?
rất là chắc chắn luôn. Rồi thì con này nó được truyền cúc sáo nha anh em. Con này mắt tua của nó được 1800, đó, rất là chắc chắn luôn. Nó nhìn nó máy nó cứng khừ à, nó cứng nhắc luôn á. Tại vì nó bằng nhôm mà nó không cứng cũng làm sao được anh em. Nó bằng nhôm, nó bằng kim loại nó mới cứng. Rồi bây giờ mình xin phép máy luôn anh em xem. Thì con số 4, con Sato này thì động cơ của nó là 4.5 PS, được động cơ thì nó được truyền cốt xéo tua chậm, tua của nó là mắt tua là 1800. Đó anh em thấy không, đó cầm dây giật mà cầm cái cọng dây giật mà quấn như vậy đó là anh em thấy cũng mà cũng đã thấy là nó cổ cổ rồi đó, cũng như là cái thời mà cổ điển vậy đó, nó xài rất là sướng. Chỉ có 1.3 triệu thôi là có một món đồ cổ đem về là cài rồi. Giá quá hợp lý, quá bèo. Lái chạy đã chứ. Khi mình không hoạt động nữa thì mình sẽ stop, đó là tắt máy ha. Thì đối với lại con số 4 Sato thì động cơ của nó là 4.5 PS. Đó con này thì động cơ là nó được truyền cốc xéo tua chậm, tua của nó mắt tua là 1800. Thì đối với là 1.3 triệu thì nó quá hợp lý cho anh em ha. Anh em chỉ có 1.3 triệu thôi là có những cái món cổ điển là đem về là cài rất là sướng. Rồi thì cũng như là bữa nay thứ 6 là cũng như mình có được 4 sản phẩm mới về thì mình muốn test và báo giá cho anh em. Thì anh em nào có cần máy nào thì xin liên hệ số 0914 711 438. Địa chỉ của mình là 12/45 xã Bình Hưng, huyện Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.